Trang Quýnh tập 326 Tiền Gián Trần. Ông Quýnh, dạy chải củi cho mợ kìa. Tôi ngồi dậy hổng nổi, mắm chải củi giùm tôi đi. Còn lợn lười dậy đi. Úi da, sao mà nóng dữ vậy nè? Lần này tôi bệnh thiệt, không phải bệnh dở như mọi lần đâu. Mợ ơi, ông Quýnh nóng như cục lửa nè. Đưa mợ cạo gió. Cạo gió đau lắm, con không chịu cạo gió đâu. Em nó bị sốt, tím không nên cạo gió đâu ạ. Cậu là ai, làm gì trong sân nhà tôi? Em ngủ nhờ ở đây từ tối hôm qua ạ. Căn nhà kiểu gì mà người ta vào ngủ nhưng không hay, đúng là con gái hư. Bệnh mà còn gây sự với tôi. Chết cũng còn gây sự, bệnh ăn thua gì đâu. Để em hạ sốt cho thằng cu đó. Thằng cu nào, sao bồi bác quỉnh thế? Anh này có học thuốc. Con chạy qua nhờ chú ba qua chẻ củi đi. Củi to lắm, con chẻ không được đâu. Thím để em chẻ cho. Ừ, cậu chẻ đi rồi tôi gửi tiền công. Em không lấy tiền đâu, thím cho em ăn cơm là được rồi. Có thằng cu Quýnh ở nhà không vậy chị? Nó ở nhà nhưng đang bị sốt cao lắm. Anh tìm nó có việc gì không? Tôi định nhờ nó viết giùm tờ đơn vay tiền. Để mai mốt được không? Nó ngồi dậy không nổi kìa. Đưa đây em viết cho. Ô, anh này viết chữ đẹp quá. Sao anh không đi học để đi thi? Tiền đâu mà học. Ông Quýnh nhõng nhẽo dậy ăn cháo. Ơ, cái gối ôm. Vừa bớt bệnh đã trốn đi chơi rồi. Anh Hùng chỉ bệnh 2 ngày thôi. Bệnh quá 2 ngày không phải anh Hùng. Ủa, anh làm gì đây? Không thấy hả? Rửa chén thuê nè. Chụp giùm anh tờ giấy kia đi. Giấy gói đồ giờ lắm. Giờ một mặt mà còn lại dùng được. Không có tiền mua giấy nên phải đi lượm giấy giờ về viết bài. Anh là học trò? Chính xác là học trò nghèo. Còn mấy tháng nữa là tới kỳ thi hương, tôi phải ráng đậu kỳ này. Gần ngày thi mà anh lang thang ngồi chờ kiếm ăn thì còn thời giờ đâu mà học. Học buổi tối. Làm cả ngày mệt đứ đừ rồi, tối còn sức đâu mà học. Đâu còn cách nào khác. Tội nghiệp anh ghê, sau này làm quan em sẽ lo cho anh học. Tôi với cậu ai lớn hơn? Đương nhiên là anh lớn hơn. Vậy khi cậu làm quan thì một là tôi đã làm quan to hơn cậu, hai là tôi già chát rồi, học gì nữa mà cậu lo cho tôi? Có ngon thì lo cho tôi ngay bây giờ đi. Bây giờ em còn nhỏ đâu có tiền. Cưới vợ giàu đi rồi lấy tiền lo cho tôi. À, cưới vợ là tàn đời trai, không được đâu. Nói chơi cho vui chứ ai giúp, tôi cũng không nhận. Người ta giúp rồi người ta kể công suốt đời. Có khổ thì ráng chịu chứ không thích mang ơn ai hết. Khỉ khái ghê hà. Ông Quýnh. Chết, con mắm đi tìm em. Hà, bắt được rồi. Con làm gì mà ông bắt con? Không làm gì hết, giúp ta nói dốc, ta cho tiền ăn chè. Ông tá, gia sư của con tôi nè. Ông làm như chỉ có mỗi mình con ông mới có gia sư. Ơ, hà, giúp ông nói dốc là thế này. Ông trả cho gia sư của con ông chỉ có 3 đồng mỗi tháng. Tôi trả cho gia sư của con tôi tới 5 đồng lận. Có phải tôi trả cho thầy 5 đồng mỗi tháng không? Phải, mỗi tháng 5 đồng và bao luôn cơm. Xì, thầy như ông địa mà trả cao cho cố. So tài đi thầy. Chết, mình địch sao lại nó. Mình mà hạ ảnh thì ảnh mất chỗ làm ăn. Làm sao đây? Thầy này giỏi lắm, tôi so không lại đâu. Ảnh khiêm nhường đó, con không địch lại ảnh đâu. Cậu giỏi hơn, anh giỏi hơn. Vậy là cả hai thầy đều giỏi, thế là được rồi. Cảm ơn mày nghe. Vậy đúng là mày giỏi chữ lắm, nên ông thầy kia mới sợ. Dạ không dám ạ. Đừng có chối, tao nghe thiên hạ đồn mày giỏi chữ lắm. Sẵn đây mày về làm gia sư cho con ta đi. Cho con xem sức học của cậu ta rồi mới quyết định nhận lời hay không. Mày là thầy tao hả? Pép, hỗn. Ăn nói với thầy như thế hả? Ngồi xuống cho ta khảo bài. Thằng nhỏ có phong thái làm thầy, tốt. Chữ gì? Không biết. Chữ gì? Biết chết liền. Vậy chứ mày tới trường học cái gì? Học ngủ gật, học trốn học, học chơi, học copy. Gặp siêu học trò rồi, không dạy được. Ờ mà thôi,
chịu đời với nó để lấy tiền giúp anh học trò nghèo. Ông định trả lương cho con thế nào ạ? 3 đồng mỗi tháng. Hồi nãy ông bảo con nói lương của con là 5 đồng mỗi tháng mà. Đó là nói để hù ông tá, không phải thiệt. Vậy thì con không dạy ạ. Con của ông thuộc loại siêu học trò, khó dạy lắm. Sao lại gọi con ta là siêu học trò? Người ta học 1 ngày 3 chữ, con của ông học 3 ngày 1 chữ mà chưa chắc ăn nữa kìa. Thằng nào cũng nói thế, sao con của mình thông minh vậy? Chắc nói giống mình. Được, ta trả cho mày 5 đồng mỗi tháng, nhưng không được đánh con ta à. Ông trả tiền cho con, làm sao con dám đánh nó? Đây là chữ thiền, đọc 3 lần. Thiền, thiền, thiền. Hỏi lại chữ gì đây? Chữ quen. Mầm, cho tao ăn với. Ráng nhớ đây là chữ gì thì tao cho ăn. Chữ thiền. Giỏi, ăn đi. Lấy thức ăn dụ nó học. Chữ gì? Chữ nhân. Cha ơi, con học được 2 chữ rồi. Giỏi, giỏi. Hừ, 8 đồng học được 2 chữ mà khen giỏi. Mày là thằng đầu tiên dạy được con ta, khen đó. Bữa nay xiên quá ha, mỗi khi tao phải chờ mày, bữa nay mày chờ tao. Rắc. Bịch. Mày làm gì vậy? Bữa nay tao phải đi chơi, mày chịu khó nằm đây ngang, để mày tự do, mày mát cha tao à. Hừ, tao không thua mày đâu, nhưng vì anh nghèo nên tao chịu thua. Tiền lương tháng này nè, mày dạy hay lắm, con tao có tiến bộ đó. Theo tao ra ngồi miếu cũ. Ra đó chơi với ma hả? Anh học trò nghèo ở đó. Mình sẽ làm thế này, tao làm tiền, tụi mày kéo dây thả tao vào miếu qua cái lỗ hổng trên mái. Khi nghe hồ biến thì kéo tao lên. Sao mày không vào gặp ảnh đưa tiền mà lại phải làm trò này? Ảnh không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác, thần tiên giúp thì chắc ảnh chịu. Nghèo mà chảnh ha. Nghèo cũng có cái giá của nghèo chứ. Thả tao xuống. Cẩn thận kẻo nó té. Ngủ rồi, mệt quá mà, sao mà học nổi. Anh nghèo ơi, thức dậy. Ơ, cô là ai? Tôi là tiên nữ trên trời, Ngọc Hoàng sai tôi xuống gặp anh. Hình như cô tiên bỏ quên sắc đẹp ở nhà rồi thì phải. Tiên đẹp là tiên cấp thấp, tiên xấu là tiên cấp cao. Sao cô biết tên tôi? Ha, gọi đài mà cũng trúng tên của ảnh. Đã nói tôi là tiên, việc gì cũng biết hết. Bộ hết tên rồi hay sao mà cha mẹ anh đặt tên gì mà nghèo vậy? Cha tôi tên là Hồng Thất Tiền, nhưng lại không có tiền. Đúng rồi, chữ thất có nghĩa là thua, là mất, là không có gì hết. Thất tiền tức là không có tiền. Bởi thế cha tôi đặt tên tôi là Hồng Thất Nghèo. Thất nghèo là không nghèo, tức là phải giàu. Thế mà cũng không thấy giàu, đặt tên kiểu nào cũng cứ nghèo. Vì thấy anh là người có chí nên Ngọc Hoàng sai tôi xuống đưa tiền cho anh ăn học. Anh hãy ở nhà học cho tới ngày thi, khỏi phải đi làm nữa. Mỗi tháng Ngọc Hoàng sẽ gửi anh 5 đồng, khi nào anh thi xong thì thôi. Sao Ngọc Hoàng không đưa luôn một lần mà lại đưa lắt nhắt từng tháng vậy? Anh tưởng Ngọc Hoàng giàu lắm hả? Ổng là vua nhưng không biết tham nhũng nên nghèo. Lương hàng tháng của ổng, hoàng hậu giữ hết. Mỗi ngày hoàng hậu cho ổng ít tiền tiêu vặt. Ổng phải để dành mỗi tháng được 5 đồng để cho anh đó. Tội nghiệp Ngọc Hoàng quá ha, tôi không nhận đâu. Anh mà không nhận, Ngọc Hoàng sai thiên lôi xuống đập cho anh một búa là hết sống. Vậy thì tôi nhận, cho tôi gửi lời cảm ơn Ngọc Hoàng. Tháng sau tôi sẽ xuống. Biến. Kéo nó lên. Cô tiên này bay có vẻ nặng nề quá, chắc tại cái bụng của cô ấy to quá. Không ngờ mình được trời thương. Đây là chữ địa, đọc đi. Học chữ khác đi, chữ đó tùm lum nét, khó nhớ lắm. Mày định học chữ dễ còn chữ khó để tao học hả? Ừ, mày giỏi thì học chữ khó đi. Tao bảo học. Chắc. Binh, dám hù tao hả? Cho mày chừa hù tao nè. Tạm thua mày, tao phải nhịn mày để nuôi anh nghèo. Tiền lương tháng này nè. Ê tiên, sao bữa nay mày nặng quá vậy? Tiền mới ăn nguyên một trái mít bự. Chào anh. Tiền của Ngọc Hoàng gửi cho anh đây. Ngọc Hoàng đúng hẹn ghê. Biến. Bấm. Cái gì kêu vậy?
xin lỗi tiền mới ăn miết. Mấy tháng trôi qua, cô Tiên vẫn đều đặn hiện xuống đưa tiền cho anh nghèo. Tôi đã học xong rồi, ngày mai tôi đi thi, tôi không cần tiền nữa đâu. Anh cứ nhận để có tiền ăn trong mấy ngày thi, anh mà không nhận, Ngọc Hoàng làm cho anh rớt cái bịch à. Vậy thì tôi nhận. Biến. Chúc đi thi thành công. Bật, bịch. Tiên gặp tai nạn, thì ra là cậu. Sao cậu lại giả tiền gạt tôi? Tại anh không chịu nhận tiền do người khác cho nên em phải làm vậy. Tiền ở đâu cậu cho tôi? Em dạy học. Dạy người ta học để lấy tiền cho tôi học. Cậu tốt quá. Sao tôi ngốc quá vậy ha? Sao tôi lại tin chuyện Tiên giáng trần ha? Thấy Tiên có tiền, anh mừng quá nên không suy nghĩ gì nữa. Đồng tiền làm lu mờ ý chí của con người mà. Coi như tôi mang ơn cậu, tôi sẽ... Anh không phải lo, em sẽ không kể công đâu. Chúc anh đi thi may mắn. Không còn cần tiền, không dạy học nữa, tìm cách để nghỉ dạy. Khảo bài, chữ này là chữ gì? Không thèm nhớ. Lười nè. Ôi da, mày dám đánh tao hả? Ông ơi, con của ông đánh con nè, tại nó đánh con trước. Đã giao kèo là không được đánh nó, mà mày lại đánh. Tại nó lười quá. Không cho dạy con tao nữa, đi đi. Cảm ơn. Tao mà gặp mày ngoài đường thì mày chết với tao, liệu mà trốn cho kỹ đó. Ê dốt tao nè. Mày chết với tao. Bình, ui da. Ói, bịch. Mày đánh lộn giỏi vậy hả? Nói cho mày biết, tao là võ sư rồng mập đây. Tại tao cần tiền nên phải nhịn để dạy mày lấy tiền, chớ cỡ mày thì chỉ chịu được ba đấm của tao thôi. Thấy tao nhịn nên tưởng tao dở hả? Mang cho tao một khúc cây. Dạ đây thưa sư phụ. Cưa chưa? Cưa gần đứt rồi, mày chỉ cần đụng nhẹ là gãy. Dạ. Rốt. Thế nào, đánh nữa không? Tha cho tao đi. Muốn tao tha thì hãy úp mặt xuống đất và hô to 100 lần: anh Quỳnh văn võ song toàn. Anh Quỳnh văn võ song toàn. Anh Quỳnh văn võ. Ủa, đi đâu hết rồi? Phù, suýt chút nữa là ốm đòn. Anh về rồi hả, đậu không? Rớt. Rớt thì học lại rồi thi nữa, thì tới chừng nào đậu mới thôi. Tôi sẽ học lại, nhưng tôi sẽ đi chỗ khác ở. Ở đây cậu lại tìm cách giúp tôi nữa, tôi không thích. Tạm biệt, khi nào thi đậu tôi sẽ trở lại tìm cậu. Dạy học một người để lấy tiền giúp người khác học. Người được dạy học thì không biết gì, người được giúp thì thi rớt, không có chuyện gì hết, tội công. Ông khách kia làm gì mà ngồi cả buổi không chịu đi? Ông viết gì mà hết tờ này tới tờ khác? Còn lén xem ông viết gì, coi chừng ông viết truyền đơn chống triều đình thì mệt lắm đó. Hi hi, ổng làm thơ tán mợ. Ổng khen nào là mợ đẹp, đoan trang, giỏi giang, ổng chấm mợ rồi đó. Tào lao, con ra liệu cách nói cho khéo để mời ổng đi đi. Chú ơi, chú ăn xong chưa? Xin chú cho tiền ạ. Chú có tật ăn rất chậm, một tô bún chú ăn cả ngày mới xong, thông cảm ngang. Ổng không chịu đi. Chạy đi tìm thằng Quỳnh về cho nó xử. Ông nào đâu? Ông đó đó. Ờ, con thấy ổng cũng đẹp trai mà mợ. Hay là mợ đắc co đi. Đắc co, đồng ý. Không phải lúc sổ tiếng tay ra với mợ, tìm cách đuổi ổng đi đi. Chú ơi, mợ con đắc co chú rồi. Đắc co là cái gì? Đắc co là đo cắt. Mợ con sẽ đo rồi cắt cho chú một cái áo giấy. Áo giấy để làm gì? Để vẽ hình chú lên đó rồi đốt đi, chú sẽ chết. Vậy là yểm bùa hả? Mợ con có học bùa lỗ bàn đó. Ôi chào, chết vì tay người đẹp là hạnh phúc vô vàn. Ổng lì ghê. Coi cái gì? Con coi chú làm thơ để con bắt trước, sau này con cũng làm thơ tặng tụi con gái. Thơ thơm quá. Cái gì vậy? Xin tặng bà chị mấy bài thơ tôi vừa sáng tác. Chú có làm đổ nước mắm lên giấy không vậy? Đâu có. Vậy sao thơ có mùi thum thủm? Quỳnh, đừng có xúc phạm người ta như thế. Vậy là mợ đắc co rồi, ha ha. Không đắc co đo cắt gì hết, người ta theo tán tỉnh, mình không đồng ý thì thôi, chứ đừng xúc phạm người ta. Bà chị chưa vừa ý thì tôi làm bài khác. Phải dùng chiêu độc. Mắm xuống bếp.
lấy hai quả trứng vịt đem sao cho tôi. Sao không chiên mà lại xào? Chiên thì trứng sẽ cứng, còn xào thì trứng mềm nhão nhoẹt, trộn mắm nêm vào cho tôi. Mắm dụ ổng đi tới đưa thơ cho mợ, tôi sẽ ra tay. Chú xong bài thơ nào khác chưa, đưa cho mợ con xem đi. Có đây, bài này hay lắm đây. Ổng đi rồi, tráo ghế. Bài này có vẻ được à, chú về chỗ ngồi đi để mợ con đọc. Đọc chi thứ này mà bảo mợ đọc? Thế nào cũng được khen. Có mùi vị hôi quá. Tìm đi mắm coi chừng có chuột chết đó. À ha, đây rồi, chú này làm xấu ỷ trong quần. Bậy, cái gì dính trên ghế chứ không phải tao. Nhão nhoẹt vàng khè thổi hắt, chính xác là vàng của người ta. Ha ha, mợ ơi, chú này làm xấu trong quần. Dính đầy quần nè, ha ha. Sao ông anh hư thế, hỏng mất cái ghế của tôi rồi. Ôi giời ơi, mê người đẹp tới nỗi bỉnh ra quần mà không hay. Không có, cái gì chứ không phải tôi. Chú ơi, chưa trả tiền bún, ha ha. Tụi mày theo tao làm gì vậy? Theo xem người lớn bỉnh trong quần. Ẩm. Lạ ghê, mình đâu có đau bụng mà tai nạn lại xảy ra. Bảo đảm từ nay ổng sẽ không dám ghé lại. Hì, trứng xào ăn thì ngon mà trong nó ghê làm sao ấy.